Sám hối Phật Pháp, Phật Pháp Tăng. Uttamang nena vande hang bada dung vurutamang buddhe yo kalito doso buddho tamatu tang mamang uttamena vande hang thamman cha dukvi tham varang thamme yo kalito doso thammo tamatu tang mamang uttamang gena vande hang sangkhang chadu vittho kamang sangge yo kalito doso sangkho kamatu tang mamang. Dạ con xin trao mic lại cho Minh Trang. Sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt tràng một lần nữa kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Và sa thú kính cảm ơn Hà đã thay mặt đạo tràng để thọ trì tâm quy và ngũ giới. Và con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông vừa đến với đạo. Và sau đây chị Nhung ơi, chị Nhung có thể post bài và mọi người cùng tham gia mình ôn bài ạ. Và sau đây con kính thỉnh Thanh Tâm và mở đầu nha sư. Và kính thỉnh sư đầu tàu để chia pháp, sẽ chia pháp ngày hôm nay ạ. Dạ con xin xuống bất tạc, con kính thỉnh bàn tay của sư Thanh Tâm. Rồi được, sa thú sa thú. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai: pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai: chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai: sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai: sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm hai: tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai: tâm đắc, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai: tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai: tâm vô nhân, bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm ba: tâm tham, tâm sân, tâm si. Khi mà mình đầy đó, quý vị để ý có cái bảng nêu trước mặt á thì quý vị mới nhớ được ha. Rồi mô Phật. Dạ con kính thỉnh sư ông ạ. Sư có thể cầm mic đọc chí pháp tiếp cho với đạo tràng của chúng con được không ạ? Dạ con không biết sư Nguyên Thông có nghe được âm thanh tụi con. Dạ sa thú sư. Dạ con kính nhân mic lại cho sư ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyên Thông xin được trả bài. Chờ chút. Tâm tham được chia làm tám: tâm tham thọ hỷ là vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham họ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà ly trợ. Tâm sân được chia làm hai: tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ. Tâm được chia làm hai: tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Dạ hồi nãy còn trước đó có bài nào hả? Số 1 là tất cả là pháp, pháp được chia làm hai: pháp tục chân đế. Số 3, chân đế được chia làm hai: chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai: sắc pháp, danh pháp. Pháp được chia làm hai: sở hữu tâm và tâm. Tâm được chia làm hai: tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai: tâm đáo đại và tâm dục giới.
tâm dục giới tịnh hai, tâm dục giới tịnh hảo và tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai: tâm vô nhân và tâm bất thiện. Tâm bất thiện được tâm tham, tâm sân, tâm si. Dạ, không biết còn chỗ nào nữa không ạ? Để con tìm thêm nữa coi. À, dạ vậy hết rồi. Dạ thôi, dạ con xin trao mai lại cho người kế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú và dạ, con kính xin sư Nguyên Thông. Dạ, Nguyên Trang kính mời đầu tràng ạ. À, để khỏi giờ và dạ, Nguyên Trang xin đọc ạ. À, tâm vô nhân được chia làm hai: tâm quả vô nhân, tâm quả các vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai: tâm quả thiện, tâm quả bất thiện vô nhân và tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bậc: tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhị thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám: tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhị thức thọ xả quả thiện nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thiện vô nhân. Tâm duy tác vô nhân được chia làm ba: tâm quan sát, tâm kháng nghiệp, ý môn thọ xả, tâm khai ý môn thọ xả và tâm ứng cúng thọ hỷ. Dạ, Nguyên Trang đã trả bài xong. Dạ, sau đây Nguyên Trang kính mời đạo tràng ạ. Dạ, dạ kính mời một vị nữa và mình sẽ sư pháp. Dạ, con kính đảnh lễ sư pháp Thanh vừa đến với đạo tràng ạ. Dạ, con kính mời một vị nữa. Dạ, sa thú bàn tay chị Nguyên. Alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài tiếp ạ. Tâm dục giới tịnh hảo được chia làm ba: tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm quả dục giới tịnh hảo, tâm tác dục giới tịnh hảo. Dục giới tịnh hảo được chia làm tám: tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trì trợ, tâm ly trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm xả ly trí vô trợ, tâm thiện thọ xả ly hữu trợ. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic. Dạ, sa thú. Dạ, kính cảm ơn chị Kim Nhung. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tôn Tức Tăng Ni và kính chào toàn thể đạo tràng, và con xin đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dhammade sanaya janagatha Brahmachalokadhipati sahambati jali andhivarang ayam jatha santi tasak tappara chakka chatika deise tu thammang anukambimang vachang sakthamma ferin vinayan chakayan suttan chapantham apitham
Macamang Ako tayanto chatusak chadandang bapo taneye barisa yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật lời nhưng chẳng dị hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhóm vườn ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là Ấn Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ kích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Anh ngồi ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Thanh cầm mít để nạp. Dạ sau đó Nguyên Trang kính mời Hà đọc phần chánh kinh Ngạ Quỷ Sự bài số 14. Dạ sau đây con kính dâng mít lại cho sư Pháp Thanh ạ. Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bố Thí Môn Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính đảnh lễ chư công đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý Phật tử. Chúc quý vị một ngày an vui. Bây giờ xin cô Nguyên Trang hoặc Nguyên Như Văn Hỷ đọc cái phần chánh kinh của bài Ngạ Quỷ Sự thứ sau đó thì sư sẽ giải thích phân tích chi tiết hơn. Dạ xin mời quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Ca Giá. Dạ con kính bạch thầy Trì Tông Nguyên Tông. Dạ thưa ngài, hồi tuần đã học bài 41 rồi thưa ngài, con không biết là mình có phải học lại không ạ? Dạ con trao mic lại. Ông học là mình học bài 39, bài 40. Bữa nay mình mới học bài 41. Chắc Ủa? Cái câu chuyện này là tiểu nhi quỷ sự đó, mấy cô coi lại có phải đúng không? Cái câu mà ngạ quỷ sự về cái mía này là, bây giờ tiếp theo là bài này là tiểu nhi quỷ sự. Thì bây giờ cô đọc tiếp cái bài tiểu nhi quỷ sự đi là đúng à. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ. Dạ, con để con đọc tại vì có thể cái số nó. Dạ, con xin đọc đó. Ở vương tử Rajaputta bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú ngụ tại Jewatana kỳ viên. Thở xưa có một nam tử của vua mệnh danh là Ký Tá Quá làm tổn thương một vị độc giác Phật, chàng phải đọa vào địa ngục nhiều ngàn năm vì lỗi lầm kia. Chàng bị tái sanh vào loài ngạ quỷ. Chuyện của chàng đã được kể đầy đủ chi tiết trong sự tích các ngạ quỷ ở Sanu Hòa Xí số 27 phẩm 3. Bây giờ khi kể cho một vị trưởng lão nghe số phận đám quyến thuộc của ngạ quỷ, quả thật không phải chính thuộc của ông mà cả ông nữa, lúc trở thành ngạ quỷ trong đời trước, cả thế giới này cũng đã chịu nổi thống khổ khốc liệt. Rồi do lời thỉnh cầu của vị trưởng lão ngài kể chuyện này, do các nghiệp tạo ngày xưa có thể làm dao động liên hệ sắc thinh hương vị xúc, những gì đem lạc thú say xưa,
ông hoàng đã hưởng thú cao sang, đàn địch ái ân tập ngập tràn. Sau lúc nhàn du quanh thượng Nguyễn, chàng đi vào cổ lũy đa sơn. Chốn kia chàng thấy sư nét thanh tịnh điều thân một Phật tiểu nhục khiêm cung và đủ biết đủ với bình khất thực kiếm tình nhà hàng nam bước xuống ôi và đến hiệp nhân ấy thốt lời tôn chào rồi lập tức chàng cầm bình bát ném lên trời ném ở chiếc bình xuống đất kia vừa cười vừa nói lúc đi xa ta là vương tử ki ta chúa đạo sĩ có làm ích lợi ta quả báo cho hành động bất nhân thật là khắc muôn phần tương truyền vương tử về sau đó phải đọa vào trong ngục tối tăm hơn 50 vạn năm đài thân trong ngục tối đau khổ tận cùng vì tội lỗi mà chàng đã tạo bị nhiều hình phạt đến xoay vần chàng cứ nằm đưa mặt xuống sàn xoay quanh phải trái biết bao lần đôi chân chổng ngược lên cao mãi rồi đứng thẳng người ngóc khổ thân qua mấy ngàn năm mấy vạn năm bị hành địa ngục khổ vô ngần chính vì tội lỗi chàng gây tạo qua khắc nghiệt kia phải lãnh phần bởi những người ra tay phá hại bậc trí bậc hiền trí giải thoát mê lầm sau khi đã trải biết bao trong ngục khổ đau thật hải hùng chàng phải mạng chung vì đối khác trở thành một ngạ quỷ mình trần như vậy khi thấy cảnh đau thương do vị vua buông thả ta chẳng làm vua buông thả nữa mà nên hướng đến tính khiêm nhường ngay cả trong đời sống hiện thời người tôn trọng Phật đáng khen hoài có đầy trí tệ khi thân hoại được tái sanh vào cõi sáng tươi dạ con đã đọc phần chánh kinh con xin trao mít lại cho ngài thăm mộ quý thầy á à, đúng là cái bài cô à, đọc vừa xong là bài 42 à, nhưng mà thôi bữa nay mình học bài 42 rồi ngày mai mình học mốt cũng được ngày mai thì mình đọc cái bài trước cái bài này là đúng à, cái à, câu chuyện này thì, à, là nói về cái ông à, hoàng tử ông này có cái tâm rất là cống cao ngã mạn à, khi à, sinh ra được à, trong cái dòng hoàng tộc rồi ông ta là à, thích à, thụ hưởng à, trong cái thế gian à, rồi hay ẩn ức thiết mà những cái người dân à, nhưng mà người dân thường thì đâu ai dám nói nhưng mà một bữa ông này thấy một cái vị Phật độc giác à, đang đi trì bình thất thực rồi cũng quen thói à, quen thói hiếp đáp mà những cái người cô thế à, rồi ông hoàng tử này ông nghĩ là cái người này là cái người đi ăn xin mà à, cho nên ông ta đến đùa cợt ta lấy cái bình bát của ngài ông ta thảy lên trên trời à, cho rớt xuống bể cái bình bát ông ta đùa giỡn như vậy rồi á ông ta sau khi mà làm bể cái bình bát của ngài vị Phật độc ông ta còn hỏi chứ bây giờ là ta đã làm bể cái bình bát của ngươi rồi ngươi có dám làm gì ta hay không à, cho nên với cái ác nghiệp này á mà hoại mạng chung à, ông ta phải à, đọa vào địa ngục tức là cái à, trước khi mà ông ta tái sanh làm ngạ quỷ đó thì ông ta phải ở trả cái nghiệp ác trong cái địa ngục một cái thời gian rất là lâu à, theo ở trong à, chú giải á đó là mỗi một cái oai nghi mà ông ta bị thiêu đốt ở trong cái cõi địa ngục á như vậy là cứ mỗi một cái oai nghi như vậy là phải chịu đựng 84.000 năm tức là nằm ngửa đó
84.000 năm. Rồi tới nằm úp mặt hay là gọi là nằm sấp là 84.000 năm. Rồi nghiêng bên bên trái 84.000 năm, nghiêng bên phải 84.000 năm. Rồi tính là 84.000 năm, rồi khi giọng cái đứng mà cái tư thế ngược là giọng đầu rơi xuống là 84.000 năm. Cho nên là cái thời gian mà ông ta bị thiêu đốt ở trong địa ngục nó rất là khốc liệt. Cho khi mà cái quả mà dư sót đó, ông ta mới tái sanh lên làm ngạ quỷ. Tại vì cái nhân ác là bất kính, cái tội thứ nhất là bất kính đối với các có giới hạnh. Tội thứ hai là coi như cản trở các cái vị mà đi khất thực có cái hành động đập bể bình bát. Rồi cái tội thứ ba đó, là khinh thường xem thường các cái bậc mà đã mất. Cho nên là ông ta phạm vào ba cái tội này nó rất là nặng nề. Thành ra ông ta phải chịu thiêu đốt ở trong cái cõi mà địa ngục đó, một cái thời gian rất là lâu. Đó, cái sau khi mà cái quả nó còn dư sót đó, là do cái vấn đề mà ngăn cản đập bể cái bình bát của vị Phật độc giác đó. Nên là quả dư sót là sanh làm ngạ quỷ, chịu cảnh đói khát. Nên là cái chuyện này thì chúng ta dù là cái chuyện mà nhỏ nhất chúng ta cũng đừng có làm. Vì sao? Vì bây giờ đó mình làm á, rồi nó thành cái thói quen, cái tạp ô nhiễm ở trong nội tâm chúng ta, càng ngày càng lâu thì nó quân tập. Nó quân tập thành những cái thói quen, những cái tiềm miên ngủ ngầm ở trong nội tâm. Người ta câu tục ngữ để nói là ăn cắp thì quen tay. Mới ban đầu cái người này là ăn cắp những cái vật vặt vãnh nhỏ mọn, nó cũng không đáng kể gì. Nhưng mà sao? Thường xuyên thì nó trở thành cái thói quen. Mà cái thói quen xấu thì từ những cái vật dụng không đáng giá lần hồi đi đến những cái vật dụng mà quý giá, thì sẽ phạm vào cái luật pháp, cái luật hình, thì lúc đó sẽ bị trừng trị. Dù là những cái ác nghiệp nhỏ chúng ta cũng nên tránh, hoặc là chúng ta phải có cái lòng từ mẫn đối với mọi người. Mình đừng thấy người ta là cái người mà thấp hèn, những cái người không có địa vị, những người dân bình thường, rồi chúng ta là cái nó quý hơn, chúng ta hà hiếp, chúng ta ăn hiếp mình đáp và ức hiếp những người khác, thì có khi do cái thói quen mà. Do cái thói quen tống cao ngã mạn, mình hiếp đáp người khác nó quen rồi. Lỡ mai mốt mình nhầm gặp mà những cái người mà con cháu của những cái người mà có thế quyền, có chức vụ vị trong xã hội, thì lúc đó là cái phải chịu cái sự khổ đau. Thì rất là nhiều cái trường hợp khi mà với những cái người dân bình thường, những người dân đen á, thì bị người ta hiếp đáp, nói chung là người ta không có quyền thế, thấp cổ bé miệng, không có tiền bạc, không có tài sản, không có thân bằng quyến thuộc, cho nên á, là người ta nhẫn nhục, người ta chịu. Nhưng mà những người mà có mà thân bằng quyến thuộc, có chức quyền, có địa vị, mà nếu mà lỡ mà mình đụng tới những người đó thì sẽ sanh ra cái khổ. Chứ không phải là mình đụng ai mình cũng hiếp đáp được.
Thì ngày nay quý vị thấy không, trong cảnh sát đó, ông ỷ mình là cái người mà ông ăn hiếp cái ông một cái người dân da mà, thì thôi bây giờ nếu người ta có là phạm cái tội gì, cái luật gì đó, thì mình ấy rồi để luật pháp người ta phân xử, thầy đè người ta xuống rồi là chèn cổ sao mà rồi cái ông này ông chết đó. Thì những cái người mà dân da màu này hồi đó giờ họ bị ức quá rồi đó, nhân cớ này phát lên là nhiều cái vấn đề mà nó xảy ra trong xã hội. Thì từ cái sự cống cao ngã mạn, mình ỷ mình có chức có quyền, mình nằm ở trong chính quyền, mình là người có quyền lực như thế này thế khác, mình ức hiếp người khác, trở thành lâu ngày nó trở thành cái thói quen. Cho nên là Đức Phật dạy đừng bao giờ khinh suất, đừng bao giờ coi thường, đừng bao giờ xém lửa nhỏ. Chính một cái đốm lửa nhỏ đó mà nếu mà chúng ta không có cẩn trọng, nó sẽ thành một cái đám cháy to, có thể đốt cháy cả một cái khu rừng. Thì quý vị thấy đó, chỉ cần một cái đốm lửa nhỏ này, nhưng mà gặp mà cái thời tiết nắng nóng mà khô hanh, thì cái đốm nhỏ này nó trở thành là một cái vụ hỏa hoạn rất là to lớn. Cho nên á, chúng ta đừng khinh thường. Cho nên Đức Phật dạy á, phước nhỏ không bỏ. Dù cái phước mà mình thấy dù cho một cái nó đang bị té ở trong cái dụng nước, cái lu nước gì đó, mà mình thấy mình có thể mình giúp nó, mình vớt nó ra khỏi cái dụng nước, cái lu nước là mình cũng làm. Còn cái tội dù nhỏ nhất, mình đoạt mạng sống của con kiến, con muỗi, con ruồi gì đó, mình cũng đừng nên làm. Tại vì khi mà chúng ta làm đó, gì, chúng ta dễ vui, chúng ta xem thường cái sự sống của những chúng sanh khác. Rồi từ cái quân tập nó trở thành một cái thường cận nghiệp ác, thường ác. Mà chính vì cái dễ vui, cái thường cận ác này đó, nó sẽ dẫn dắt chúng ta càng ngày càng đi sâu vào cái ác nghiệp, cái tội lỗi càng ngày càng nặng nề hơn. Cho nên á, Đức Phật mới dạy chúng ta là luôn luôn là phải cẩn trọng. Chúng ta phải thấy được những cái bất thiện, những cái ác, nó giống như là những cái mầm mống tội, những cái điều xấu xa, những cái ô uế, chúng ta phải tránh nó, đừng có xem thường nó. Cho nên đó là chúng ta luôn luôn phải cẩn trọng, giữ gìn phản tỉnh đối với cái tam nghiệp của mình, và có cái lòng là kính trọng mọi người. Chúng ta còn là phàm nhân, cái tâm của chúng ta cũng chưa phải là tốt đẹp gì đâu. Thành ra đó, chúng ta cũng còn rất là nhiều những cái tội lỗi, những cái khiếm khuyết. Thì người khác đó, người ta mặc dù là phàm nhân, nhưng mà biết đâu chừng người ta có những cái ý mặt nổi trội hơn mình, xứng đáng để cho mình học hỏi. Cho nên đó, là người ta nói không, cái người lính dù mà dở gì đó cũng có thể giúp được cái ông tướng. Đó, cái ông tướng dù giỏi thế nào đi chăng nữa cũng có là những cái lúc mà sơ xuất, nhưng mà nếu mà có cái người lính mà họ thì có thể trường hợp đó sẽ họ sẽ ứng biến, họ đỡ cho
cao. Thành ra đó, mình đừng có ý mình là người lãnh đạo, người rồi mình xem thường mình những người ở bên dưới, thấy không? Nhưng mà khi mà tới mà đụng chuyện, nếu mà nó quý mến mình, nó sẵn sàng giúp đỡ, chống đỡ với quân thù để cho mình được an ổn. Còn nếu mà mình đối xử tàn tệ, mình ức hiếp lúc đó đó thì sao? Nó chạy trước, nó bỏ tướng ở đó lãnh đủ à đó. Trong đời sống chúng ta đừng bao giờ có cái sanh cái tâm cống cao ngã mạn, tự cho mình là cao quý rồi xem thường những người khác trong xã hội. Biết đâu chừng ngày nay nó là con người mà nghèo khổ, không? Nhưng mà mình ý mình ấy, mình húng hiếp nó, mai mốt là nó có ráng cố gắng, nó nỗ lực, nó học nó có địa vị trong xã hội thì lúc đó nó trả thù, phải không? Lúc đó mình lại khổ đau. Còn nếu mà chúng ta biết quý mến, chúng ta biết giúp đỡ mọi người thì sao? Chúng ta gieo những nhân lành thì mai mốt trong khi mà biết cái đứa nhỏ này trong gia đình nghèo khổ, nhưng mà mai mốt nó thành bác sĩ, thành quan tòa, thành những cái người mà có địa vị chức quyền thì nó sẽ giúp đỡ lại mình. Cho nên sống chúng ta phải biết luôn luôn quý trọng mọi người, đừng bao giờ nhìn cái vẻ bề ngoài rồi chúng ta khinh thường, chúng ta chế giễu hay là xem thường người khác, thì như vậy đó chúng ta sẽ dẹp trừ được cái tính cống cao ngã mạn, sẽ tránh được những cái tai họa, những cái hoang trái không đáng có. Cho nên á là trong đời sống chúng ta phải luôn luôn có trí tuệ, hiểu biết, chúng ta sống đúng pháp, chúng ta thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ có sự an ổn. Nếu chúng ta dễ vui, sống buông lung, buông thả, thỏa mãn các căn, rồi chúng ta cống cao ngã mạn, xem thường người khác, hà hiếp người khác, thì chúng ta tạo những cái ác nghiệp, những cái quan trái. Nếu mà chẳng may mình phạm đến các cái bậc mà thấm nhân thì cái hậu quả khôn lường. Đó, giống như cái ông hoàng tử ở trong cái câu chuyện này đó, phải trả ở cái địa ngục không biết bao nhiêu lâu, rồi cái quả dư sót tái sanh lại làm ngạ quỷ, chịu đói khát khổ đau. Cho nên là chúng ta thấy cái bài học này đó, để mà chúng ta có cái tâm chúng ta luôn luôn tránh xa những cái ác bất thiện nghiệp dù nhỏ nhất. Rồi nếu mà có, nhưng mà chúng ta có thể tạo những cái thiện nghiệp dù là nhỏ nhất ngay đời sống hiện tại, ngay trong giây phút mà chúng ta làm được, chúng ta phải cố gắng làm. Đó là cái phương pháp thực hành để đem đến một cái đời sống an lạc ngay trong hiện tại, và tránh những cái tai hại khốc liệt khôn lường, tránh những cái giới khổ đau. Thì đó là hai cái con đường chúng ta chọn. Nếu mà chúng ta ráng cố gắng nội hành thật nghiệp thì chúng ta sẽ tái sanh đến những cái cảnh giới an vui, tránh những cái hậu quả khổ đau trong những kiếp sống tương lai. Còn nếu mà chúng ta sống buông thả, xu hướng theo những người thực hành các ác bất thiện nghiệp, thì chúng ta rơi vào cảnh giới khổ đau, chịu đựng những cái hậu quả tai hại khôn lường trong những kiếp sống tương lai.
Thì qua cái bài học ngày hôm nay đó, thì giải thích và chia sẻ với quý vị đôi điều. Dạ. Báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể ca ngan, cũng kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui và nỗ lực tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả quý vị an vui. Và bây giờ thì xin tôn đức cũng nhã quý vị cùng thật chia sẻ thêm về cái đề tài của bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị trong đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin kính đảnh lễ sư Thân Tâm. Và con xin kính đảnh lễ sư Pháp Tanh. Con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tanh đã giảng dạy cho chúng con bài học của nay. Và trong đạo tràng bây giờ tới giờ xin có câu hỏi. Và mọi người có câu hỏi nào cho bài học của ngày hôm nay, xin mọi người có thể giơ tay lên, gửi thẳng với sự phát thanh hoặc là có thể chat lên trên màn hình. Như sẽ đọc cho quý vị ạ. Và trong thời gian chờ tràng có câu hỏi, Nguyên Như con kính xin hỏi sư Pháp Thanh này là có một lần á, con nghe một vị sư ngài nói với con á, là khi mà một về mình là tỳ kheo, mình tới một cái ngôi chùa hoặc là một cái đạo tràng mình thuyết pháp cho bạch sư, thì nếu mà trong một cái không khí trang nghiêm, tự nhiên cái mình chốt kinh, tức là mình nói vài câu cho nó vui rồi đạo tràng cười rần lên như vậy đó sư, thì cái vị sư nói với con á, là khi làm vậy á, thì nguyên một cái đạo tràng mất hết phước, và những cái người đó không có nên làm như vậy. Nếu mà là mình một vị sư, mình không được cười, và giống như là mình không được nói một cái chốt nào hết. Như vậy thì theo ý sư đó là sao? Tự con thấy là khi mà mình nói pháp căng thẳng mà mình có thể cười lên thì nó thoải mái. Thì mọi người có thể là mình relax, là mình thoải mái, thì mình có thể học cái đó. Là con nghĩ không phải một mình con mà Phật tử ai cũng nghĩ như vậy, nhưng mà vị sư này thì nói là khi mà mình cười như vậy á, là tự nhiên cái tính tâm và cái trang nghiêm của một cái buổi hết, và cái vị sư này khi mà làm vậy thì mất phước cho vị sư đó và mất phước cho toàn thể đạo tràng. Dạ, xin dâng đức lại sư Pháp Thanh để sư có thể trả lời cho chúng con về cái vấn đề này ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Thì cái vấn đề nếu mà chúng ta làm cho trong cái đạo tràng á, nó có cái sự hoan hỷ. Nếu mà cái sự vui vẻ này đó mà nó đúng pháp á, thì nó không có gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng những cái câu sự rồi pha trò để cho cái hội chúng có cái sự vui thích, nhưng mà cái này ra là không theo đúng trong Phật pháp, thì nó sẽ đem đến cái điều tai ha. Ở trong Ân Học Pháp thì có nói là cái vị mà tỳ kheo mà nói pháp thì phải nói đúng pháp, phải có thái độ trang nghiêm, phải có tôn kính pháp. Nhưng mà đó, chúng ta nói để mọi người bớt căng thẳng, vui vẻ cái tích chuyện. Cái tích chuyện này nó để nó minh họa thêm cho những cái lời Đức Phật dạy nó đúng pháp thì không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà có những vị đọc thơ văn, nhưng mà cái thơ văn này nó không đem đến
cái vấn đề mà làm cho người ta tăng trưởng cái niềm tin, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng thêm cái sự giác tỉnh, chánh niệm tỉnh giác, à, mà đem những cái chuyện mà nó lan man, nó không đúng theo cái trong cái giáo pháp, thì cái đó là cái điều tai hại. Thành ra mình nói pháp cũng phải cẩn trọng. Tại quý vị biết rằng khoảng chừng cái thời gian mà sư mới vừa xuất gia, người đầu sư không dám nói pháp. Tại vì trong khi mà sư đọc trong cái cuốn mà pháp Trích Luật, trong đó nó có một cái đoạn là Đức Phật chê trách những cái vị pháp sư mà chưa có thông hiểu về giáo pháp, chưa có kinh nghiệm trong sự tu tập, à, mà mình lên mình nói, có nhiều lúc á, mình nói theo cái tư kiến, cái hiểu biết của mình, nhưng mà nó chưa đúng theo chánh pháp, à, cho nên á, là Đức Phật chê trách những vị tỳ kheo. À, thành ra khi mà chúng ta phải dựa theo luật, dựa theo cái lời dạy của Đức Phật, à, rồi chúng ta phải tìm hiểu cặn kẽ. Nếu qua pháp hành, ít ra chúng ta cũng phải có một số kinh nghiệm, à, những cái kinh nghiệm của pháp học bổ khuyết cho pháp hành, những cái sự thực hành để minh chứng cho cái pháp học đó. Khi đó chúng ta mới phải nói pháp, và khi nói pháp thì phải cái thái độ trang nghiêm. Trang nghiêm đây không phải là kiểu mà nó quá khô cứng, nhưng mà chúng ta phải có sự tôn kính pháp. À, bản thân vị pháp sư phải có sự tôn kính pháp trước. À, chúng ta nói đúng theo lời dạy của Đức Phật, à, chứ không có nói theo cái tư kiến cá nhân của mình. À, thành ra đó, vấn đề mà giải pháp, à, nếu mà chúng ta thực hành đúng thì nó sẽ đem đến cái lợi ích, à, cho giáo pháp, cho bản thân mình, cho cũng như cho hội chúng. Nhưng nếu mà ngược lại, à, chúng ta làm, chúng ta nói theo tư kiến, à, của mình, thì vô tình là gì? Chúng ta thiếu sự tôn kính pháp, à, phỉ báng pháp. Rồi sao? Là lúc đó là mình tự tạo cái ác nghiệp cho mình. Rồi sao? Làm cho hội chúng có cái hiểu biết một cách lệch lạc, không đúng theo chánh pháp, thì cái điều này, cái điều hết sức là tai hại. À, cho nên á, hôm hổm quý vị học cái câu chuyện mà ngạ quỷ, mà cái mình người mà cái đầu là con heo đó, hay là trong kinh có cái mà cái con cá vàng đó, là minh chứng cho hai vị mà thông hiểu về pháp, nhưng mà lên, à, giảng dạy nói pháp nói không đúng, à, cho nên đó là cái hậu quả là một người thì từ nhiều kiếp tái sanh làm súc sanh, làm con cá, à, con cá mà cái mình cái dải màu vàng rất là đẹp, nhưng mà mỗi lần mà con cá này nó há miệng là cái mùi xú quế, cái mùi hôi rất là dính. À, hay là cái con ngạ quỷ mà cái đầu là heo đó thì cũng vậy, à, cái vị này á, mặc dù là rất là giỏi, nhưng nói pháp nói theo cái ý của mình, à, nói không có đúng ra, do đó mà cái nghiệp, mang cái khẩu nghiệp mà phải tái sanh làm ngạ quỷ. À, cho nên á, là, à, chúng ta phải cẩn trọng, à, cái gì mà pháp sư cũng vậy, trong hội chúng cũng vậy, chúng ta nghe thì phải tận,
chúng ta đều rồi cái đầu phân tâm bỏ đi cái đoạn giữa rồi nghe cái đoạn cuối, hay là nghe cái pháp này mà tưởng thành cái pháp khác. Rồi á, khi mà chúng ta nói theo cái hiệu hình làm nó lệch lạc thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên á, khi mà chúng ta chia sẻ Phật pháp cũng phải cẩn thận, mình suy xét mình nói nó có đúng hay không, có đúng kinh, đúng trong luật hay không. Mình nói mình chưa có hiểu biết tường tận rồi mình nói nó đặt thì nó rất là nguy hiểm. Còn vấn đề mà ví dụ chúng ta cũng làm cho cái vấn đề mình học pháp, nghe pháp nó bớt căng thẳng, nhưng chúng ta cũng dùng những cái tích chuyện trong tiền thân Đức Phật, hoặc là trong pháp cú kinh, hoặc là những cái tích chuyện mà nó có ở trong kinh, chứ đừng chúng ta đem ơ văn ở ngoài thế tục, hay là những cái chuyện mà thiếu lâm vô bổ đem vô để pha trò thì như vậy á, nó làm mất cái sự trang nghiêm của hội chúng, nó thiếu cái sự tôn kính pháp. Thì cái đó là cái lời dạy ở đây, thì sư cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Như. Và chúc cô nhiều sẻ an vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt. Và chúng con xin lời dạy của sư. Và đạo tràng còn có ai có câu hỏi như sơ chư vị có thể giơ tay lên tự hỏi với ngài, hoặc là có thể chat lên trên màn ảnh thì Như sẽ đọc cho để mà ngài trả lời câu hỏi của chúng ta sau bài học ngày hôm nay. Dạ bạch với sư, trong thời gian chờ quý đạo hữu đặt lên câu hỏi thì Nguyên Như có câu hỏi cho cái lớp của chúng con. Thì là tụi con có cái một buổi học nhóm với nhau đó bạch sư, thì những cái bài mà thầy Kinh Milanda mà dạy cho tụi con á, thì tụi con lôi cái tập ra mà những cái cuốn sách của Châu Nguyễn và đã viết xuống những cái bài dạy của thầy á, thì Nguyên Như phụ trách là Nguyên Như đứng lên ôn, và những cái năm cái nốt đó bạch sư con sẽ ôn ra cho các bạn, rồi những cái người nào cái vị nào mà có thêm những cái ý kiến á, thì mình sẽ đem ra mổ xẻ, rồi giống như mình thảo nhau tụi con đi á, thì rất là thành ra với lại trong cái lớp của tụi con á, thì nếu mà có những câu hỏi nào mà không ấp mà đem ra mà tụi con không hiểu á, thì tụi con sẽ ghi xuống và tụi con sẽ để chờ cái ngày thứ bảy tụi con lên hỏi với ngài Liễu Tông. Tại vì hồi xưa thì tụi con cũng có thể học một cái dạy ở trên chùa, nhưng mà bây giờ thì thời gian Covid á, thành ra tụi con cũng bàn với nhau là mình có thể mình lên trên lớp mình học như vậy, mà tụi con vẫn để là chương là mình ôn với nhau chứ không phải là dạy hay thuyết giảng gì hết. Rồi thầy Kinh cũng có dặn với tụi con mỗi lần mà nói á, thì mình chỉ nói là mình ôn cái bài này thôi, mình không phải thuyết mà mình không phải giảng, mình chỉ ôn với nhau để mà giống như nguyên một cái nhóm mình học với nhau á, thì mình sẽ mỗi người một ý, mình sẽ có thể nhớ nhiều hơn từ bác sư. Như vậy tụi con làm như vậy có cái những cái gì còn thiếu sót xin sư có thể dạy cho tụi con để tụi con làm tốt hơn. Dạ con xin dâng bích lại cho sư Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Thầy á, nam mô Thầy á, nam mô Sằng Khầy á. Thì cái điều đó là hết sức là tốt đẹp, đem lợi ích cho mọi người chứ có gì đâu mà sợ. Ở đây á, quý vị ta nói là học thầy không thầy học bạn. Thế là có đôi lúc á, trong lớp với ông thầy mình sợ, mình không dám nói lên những cái mà còn khiếm khuyết, cái những cái mà mình chưa có thấu, mình chưa hiểu một cách tường tận. Bây giờ mình học trong một nhóm với nhau, bạn bè mình học với nhau thì là cũng điều cao quý, cũng tốt đẹp. Thay vì dành cái thời gian đó để mình đọc báo, đọc tiểu thuyết, làm những cái xem phim ảnh rồi kia nọ, nó không có tốt.
bằng mình học với nhau để mình có thể chia sẻ những cái hiểu biết, những cái điều mà mình chưa tường tận, để mình trao đổi nhau, để mình học như vậy thì rất là tốt. Nhưng mà mình được học đi đúng theo Phật pháp, theo cái lời dạy của vị đó thì cái điều đó là tốt đẹp chứ có gì đâu. Mà mình đừng có tụ lại rồi bắt đầu mình khoe khoang, hay là mình nói với cái tâm công cao ngạo mạn thế này thế khác, rồi nó đem đến cái điều không tốt đẹp, không? Thành ra đó, trong bảy cái pháp mà làm cho giáo pháp được hình thành bền vững, thì trong đó Đức Phật dạy sao? Hội họp trong đoàn kết, tức là chúng ta cùng nhau thảo chia sẻ, chúng ta không có sửa đổi, chúng ta không có sửa đổi những cái lời dạy mà của Đức Phật hay là những cái trong kinh điển đã chép. Thì ở trong kinh điển sao mình thảo luận, mình chia sẻ đúng y vậy, thì đâu có gì là sai, không? Đó, hội họp trong đoàn kết, rồi chia tay trong đoàn kết, tức là mình quy tụ nhau một nhóm là mình học xong rồi đó, sau khi mà ai cũng cảm thấy quan hệ để mình chia sẻ được những cái điều mà mình hiểu biết, và mình nhận được những cái điều mà mình còn thiếu sót, mình bổ những cái kiến thức, những cái lợi ích tốt đẹp mà mình chưa có thấu đáo, thì cái điều đó đều rất là quý báu. Nhưng mà chúng ta giữ cái tình đoàn kết, bạn đạo với nhau, cùng nhau học hỏi, cùng bộ nói vừa đủ, nói trong tâm từ đúng thời, nói đúng lúc, thì như vậy đem đến cái lợi ích rất là to lớn. Đó là một cái điều rất là tốt, xa thú chứ có gì đâu. Thành ra đó, nếu mà chúng ta sinh hoạt tốt đẹp như vậy thì chúng ta nên ráng duy trì. Tại vì có những lúc á, đâu có phải là mình có điều kiện để mình tập trung đến chùa đâu. Có những cái phương tiện với cái đời sống, với cái kỹ thuật, những cái điều kiện mà đời đó, chúng ta có thể được ở mỗi lúc, mặc dù chúng ta ở nhà, nhưng mà chúng ta dành thời gian ra để rồi mình vào gặp mặt, rồi để mình học hỏi, để mình chia sẻ nó đúng theo cái chánh pháp, thì cái điều đó là cái điều rất là tốt. Sư rất là hoan hỷ và chúc tất cả quý vị luôn luôn sinh hoạt trong sự đoàn kết, trong an vui, và đem đến lợi ích trong hiện tại, hướng đến lợi ích. Cầu chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, con xin tri ân lời dạy của Ngài. Dạ, con đã thấy chị Hà có bàn tay xinh đẹp của mình. Nguyên Như xin mời chị Hà nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, Nam mô Bố Thầy, Nam mô Thân Mày, Nam mô Sang Khai giá. Dạ, con kính đảnh lễ Tri Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, thưa Ngài, hãy như có nói về cái vấn đề đó thì tụi con cũng có học đó, học qua bạn đó thưa sư, rồi cũng trao đổi, thì có những cái gì mà con biết thì con chia sẻ, nhưng mà trong cái giới hạn của con, nhưng mà nhiều khi con cũng sợ là mình không biết là mình cái sự hiểu biết đó có đủ không để chia sẻ, mà rồi không biết có phạm vô cái vọng ngữ, thì con muốn hỏi là như vậy trước khi mà mình chia sẻ thưa sư, mình có nên nói với các bạn đây là cái vấn đề chia sẻ qua Phật pháp mà cái không cái cũng không phải là sự hiểu biết rõ ràng như các sư để đã giảng, thì cái đó cho như là mình ngăn ngừa cái sự
cho các bạn biết là mình không có cố ý. Có thể mình cũng có những cái thiếu sót hay sư mình chưa có đủ hết khả năng để mình chuyển đạt, thì mình có nên nói trước cho các bạn biết để mình tránh cái sự hiểu lầm rồi mang cái phạm cái giới vọng ngữ không? Dạ con xin trao mic lại cho sư. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giá Sang Ga Giá. Là kính lễ chư công đức và kính chào tất cả quý vị. Thì thật sự ra đó, khi chúng ta vào sinh hoạt ở đây đó, chúng ta có một cái tôn chỉ mà mỗi khi mà sư thuyết pháp hay sư chia sẻ Phật thì sư cũng đứng trên cái dựa theo cái tôn chỉ này để mà mình thực hành. Tức là mình nói những điều mình hiểu trong cái chừng mực cái hiểu biết của mình. Tại vì quý vị biết rằng Phật pháp thì nó rất là sâu xa rộng. Ngay chính bản thân sư cũng chưa dám nói là sư hiểu biết gì nhiều nữa. Những điều mà chúng ta biết chỉ là một giọt nước, còn những điều mà chúng ta biết là một đại dương mênh mông. Thành ra đó, chúng ta biết một vài điều mà mình có dịp mình nghiên cứu, mình tìm hiểu trong kinh Chánh Tạng, mình tìm hiểu qua chú giải, chứ sao mà mình biết chọn bộ Tam Tạng kinh điển. Cho nên á, chúng ta dựa trên cái tôn chỉ đó để mà chúng ta mà sinh hoạt chia sẻ nhau. Thành ra những cái điều nào sư biết, sư sẵn sàng chia sẻ, giảng dạy, chỉ dẫn, hướng dẫn cho quý vị. Còn có những cái mà sư chưa từng biết thì cái đó là sư cũng chấp nhận phải xem để tìm hiểu, để coi lại trong kinh điển, chứ đâu phải là mình tam tạng như mình không thuộc hết đâu, không? Thành ra đó, trên cái tôn chỉ đó mà chúng ta sinh hoạt, và chúng ta để mục đích, để thứ nhất khi ra phát biểu lên để chúng ta nhớ lại những gì mà mình đã học, để chúng ta ghi nhớ nó sâu hơn, và chúng ta nói đúng những cái điều mình hiểu biết, mình không có khuếch đại, mình không phô trương, nói với cái sự đúng theo cái sự hiểu biết của mình. Thành ra đó, Đức Phật nói rằng mình hành những gì mà mình nói, và mình nói đúng những gì mình đang thực hành. Khi mà mình theo cái tôn chỉ này mình làm đó, thì sẽ đem đến lợi ích. Mình tránh đi những cái sự mà phô trương, cống cao ngạn, hay là mình nói nó không dựa trên cái kinh Chánh Tạng, dựa trên Tam Tạng kinh điển, kinh lực luận, mình nói theo cái tri kiến cá nhân, mình pha trộn giữa các cái học thuyết của các cái tôn giáo khác, thì cái đó là cái điều tai hại nguy hiểm. Còn nếu mà mình nói đúng pháp, đúng luật Tam Tạng, thì cái điều đó là cái điều tốt đẹp. Thành ra đó, ở trong đời sống thì chúng ta dựa theo những cái lời dạy của Đức Phật, rồi dựa theo những cái đó để mình tạo thành những cái tôn chỉ, mình dựa theo cái đó để mình thực, thì sẽ đem đến lợi ích an vui, lợi mình, lợi người, và lợi ích cho giáo pháp,
À, xin giải đáp cái câu thắc mắc của cô và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Dhamma giá, nam mô Sang ca giá. Con kính đến lễ sư Pháp Thanh, con kính đến lễ quý sư và con kính chào đạo tràng. Dạ kính thưa sư, con nhận thấy con có nhiều cái pháp bất thiện trong con, và từ đó nó đem ra, từ đó nó chạy theo cái thói quen tập khí đó, và làm ra những cái điều bất thiện, hành và nói những điều bất thiện. Và con cũng biết được có nhiều pháp thiện mà con cần phải trao dồi để mà tập cái thói quen cho nó cho nó hành những cái pháp thiện nhiều hơn là những pháp bất thiện. Nhưng mà con thấy được là nếu mà khi mà có cái chánh niệm á, thì nó ngăn ngừa được những cái bất thiện kia, và khi mà không có chánh niệm á, thì những cái bất thiện kia nó chạy theo cái thói quen của bất thiện của nó, thì nó tạo nghiệp ác nhiều hơn. Vậy xin hỏi sư, cái kinh nghiệm của sư á, thì sư hành như thế nào để mà giảm bớt cái niệm sư? Dạ con kính kính chân sư dạ giảng dạy, và con xin chào mấy sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Dhamma giá, nam mô Sangha giá. Thì trong đời sống đó, chúng ta có hai cái trạng thái của cái nội tâm. Nếu chúng ta sống buông lung, chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, tức là đó là chúng ta hoàn toàn thất niệm. Hoặc là chúng ta xử sự đối với các đối tượng theo bản năng, là lúc đó là chúng ta sống rơi vào những cái bất thiện nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta sống mà tỉnh giác hay biết rõ ràng, tức là lúc đó trí tuệ nó đang có mặt, như vậy đó là chúng ta có hiểu biết rõ ràng đối tượng, thì lúc đó là chúng ta sống với cái thiện nhiều hơn. Thì đó là cái quy luật, cái sinh hoạt của cái nội tâm đó. Giống như cái đèn hả, bật công tắc lên là nó sáng lên thì nó đẩy lùi bóng tối, mà bật cái công tắc mà nó sáng nó mất thì bóng tối nó bao trùm. Thành ra đó, khi mà mình thất niệm mà mình biết được thì chánh niệm nó sẽ hiện khởi trở lại. Còn nếu mà lúc đó mà mình thất niệm mà mình không biết, cái tâm mình buông lung chạy theo cái lôi cuốn của phiền não, thành ra là lúc đó là mình hoàn toàn vô minh rồi đó. Cho nên á là mình biết bây giờ á là giống như là trò chơi cút bắt vậy đó. Mà chánh niệm mà nó chạy mất thì mình kéo nó về, mà biết tâm mình nó đang chạy theo bất thiện phiền não thì mình quay trở lại. Cứ tập như vậy, chứ không có cái phương pháp nào khác hơn. Ngay chính bản thân thì sư thì cũng phải tập vậy thôi. Hồi lúc mà ở bên trường thiền hay là hoặc ở trong đời sống, mọi cái nó là giống như vậy. Nhưng mà cái môi trường của thiền viện ở chùa thì nó có đỡ hơn, cái là chúng ta dễ thu thúc lục căn, chúng ta dễ dàng giữ cái chánh niệm nó tốt hơn. Còn ở môi trường ở xã hội, ở gia đình thì sao?
chúng ta bị bận rộn bởi bổn phận công việc thế này thế khác, cho nên là có đôi lúc chúng ta bị thất niệm rất là nhiều. Nhưng mà mình biết, mình áp dụng từ từ rất là hay. Cứ thỉnh thoảng, cứ chừng 5-3 phút mà mình thấy nãy giờ mình suy nghĩ bông lung bâng quơ, nhớ tưởng gì này nhớ khác, tự nhiên mình sực tỉnh, mình hỏi nãy giờ mình có chánh niệm không? Nhưng mà mình khởi lên, mình tự hỏi vậy chánh niệm nó trở lại. Còn nếu mà mình biết mình đang làm việc, mình biết rõ mình đang nói, mình biết rõ mình đang làm cái vấn đề, mọi cái mình biết rõ rõ thì mình biết mình đang có sự đầy đủ và trí tuệ đó, thành ra thì mình cứ tập vậy thôi. Mà cái thực tập mà áp dụng cái hiểu biết trí tuệ vào ngay cái giây phút hiện tại, trong mọi sinh hoạt đời sống, nó rất là quan trọng, hơn là chúng ta ngồi thiền. Mình ráng mình ngồi thiền 5-10 phút, 20 phút, nửa tiếng, nhưng mà rồi trong đời sống còn lại 23 tiếng mình sống, mình buông lung thì không có tốt bằng mình ráng trong một ngày mình ráng mình giữ cái sự hay biết, mặc dù mình không phải là liên tục nó chớp tắt nó chút chạy đi chơi chút qua thì nó ngồi yên thì mình biết vậy, mình cứ khi nào mà nó chạy chơi mình kéo nó về vậy đó đó, thì mình tập dần dần cứ mỗi giây phút mà chúng ta sống biết rõ ràng tỉnh giác là chúng ta đang ở sự an lạc, đang có cái nội tâm tốt đẹp, đang cảnh giới an vui. Còn nếu mà chúng ta để nội tâm chạy theo phiền não, tham sân si, thì chúng ta vô minh, chúng ta đang sống trong cảnh giới khổ đau, thì mình cứ biết vậy. Nó giống như cái quả lắc đồng hồ đó, hồi nó đưa qua bên phải, hồi nó chạy qua bên trái, mà hẳn mình biết nó lệch qua bên trái, mình kéo về bên phải, nhưng mà về bên phải rồi hồi lâu phải nó nằm yên đó, mà lát nó cũng đánh qua bên trái, mà cứ mỗi lần nó đánh qua trái thì mình đem nó về bên phải, thì cứ tập dần dần thì nó sẽ có sự tiến bộ. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dân tri ân lời dạy của sư. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ cũng là 10:29 rồi. Quý vị còn có câu hỏi nào đối với sư Pháp Thanh nữa hay không? Nếu mà không thì chúng ta sẽ chờ đến ngày mình sẽ hỏi sư tiếp nha quý vị. Thời gian bây giờ cũng là 10:30 rồi. Dạ có câu hỏi của Nguyên Trang hả? Dạ Nguyên Như xin mời ạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Không phải Nguyên Như, câu hỏi của Kỳ Anh, thôi để Nguyên Trang đọc luôn nha. Dạ cảm ơn anh Kevin. Dạ con thường hay đi làm về trễ. Dạ con vừa nghe pháp vừa làm việc. Dạ có phạm luật không thưa sư? Dạ con kính sư chỉ dạy cho con. Cảm ơn Kỳ Anh đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho sư ạ. Con kính thỉnh sư trả lời câu hỏi cho Kỳ Anh ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Nói cái vấn đề mà mình vừa nghe pháp mình vừa làm đó, nhiều người nói làm vậy chỉ sợ măng, là thiếu sự tôn kính pháp, thì thật sự ra đó
nói là tội thì cũng cũng không phải là tội. Mà nếu mà nói mà sự thiếu cái sự tôn kính thì nó cũng là chưa phải. Tại vì bây giờ trong cái thời gian này thì mình bận rộn quá, có nhiều khi mình nghe mà chưa có tập trung nghe. Như vậy đó, cái sự hiểu biết của mình nó chưa có trọn vẹn. Không? Chứ mình nói vừa nghe pháp mà vừa làm sợ mang tội, sợ là thiếu sự tôn kính pháp, không phải. Khi nào mà mình có cái tác ý nó, ông này cũng nói vậy mà nghe gì, pháp này mình nghe hoài, mình nghe rồi, thì như vậy đó mình mới có sự tôn kính pháp. Tức là mình chê bai, mình so sánh, mình xem thường, thì lúc đó là mình mới có sự thiếu sự có cái tâm là thiếu tôn kính pháp. Mặc dù cái pháp này đó mình đã nghe rồi, nhưng mà biết đâu chừng mỗi vị thuyết nó có một cái khía cạnh, nó có cái điều hay riêng. Nếu mà mình lắng nghe thì sao? Mình nghe lại, nhớ lại những cái điều mình đã học. Và nếu mà cái vị này có mới mẻ hơn, có những cái kinh nghiệm tốt hơn, thì cái là cái điều đáng quý, đúng không? Còn thí dụ như chúng ta có điều kiện, chúng ta dành cái thời gian trọn vẹn chúng nghe ta nghe đó, thì nó tốt đẹp hơn. Thí dụ bây giờ trường hợp mình vừa lái xe mà mình vừa nghe pháp, thì cái tâm mình nó chưa hoàn toàn. Tại vì sao? Nó phải chú ý vào cái sự lái xe. Rồi nó vừa nghe pháp, thành ra cái tâm mình chạy qua chạy lại. Có lúc nó nghe nhưng mà nó chưa trọn vẹn. Hoặc trường hợp mình thấy thí dụ như cái người mà vừa ăn mà vừa nghe pháp, thì sao? Một hồi lại theo cái hay biết của thiệt thức, một lúc thì nó chạy qua cái nhĩ thức, nó chạy qua chạy lại. Cho nên có những lúc nó chưa hoàn toàn chú tâm, cho nên là có lúc nó nghe tiếng được tiếng mất. Rồi sao? Khi mà những cái lúc mà mình hoàn toàn chưa chú tâm về cái tưởng, nó tưởng nó xen vô nữa, làm cho mình hiểu biết lệch lạc, mình nghe không có trọn vẹn, thành ra không có thấu đáo, không có hiểu biết tường tận. Chứ còn thiếu tôn kính hay là thiếu là có tội thì nó cũng đúng. Khi nào mà chúng ta so sánh rồi xem thì chúng ta mới có cái sự mà thiếu sự tôn kính pháp, đem đến cái xem thường cái pháp bảo thì nó rất là tai hại. Còn nếu mà gì đó mình cũng muốn nghe nhưng do công việc không thể nào bỏ được, thành ra đó là cái sự nghe của mình nó chưa trọn vẹn thì thôi, chứ là mang tội. Giờ thay vì bây giờ mình vừa xe lái xe mình nghe pháp tốt hơn là mình vừa lái xe mình mở nhạc, phải không? Mở máy lên vừa lái xe vừa nghe nhạc còn nguy hiểm hơn nữa. Có những lúc mà cái nhạc nó lôi cuốn quá, nó cuốn hút quá, cầm cái tâm mình chạy theo cái nhạc ấy, nó còn nguy hiểm hơn là mình vừa lái xe mình vừa nghe pháp nữa. Thành ra đó, mình chọn cái có lợi ích thì mình thực hành. Và nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta nghe pháp nó rõ thì nó đem lợi ích tốt đẹp hơn. Còn nếu mà vì chúng ta bận rộn
phải giải quyết một số công việc mà không thể nào sắp xếp, thì chúng ta phải vừa làm phải vừa nghe vậy thôi. Thì chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học và trả lời những cái câu hỏi của chúng con. Dạ, con giờ cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Dạ, con xin dâng bích lại cho sư ạ. Nguyên Thông, sư có nghe được của Nguyên Như không, bạch sư? Và đạo tràng có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Dạ, con không biết sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không, bạch sư? Con xin sư cho con tín hiệu. Rồi, chắc sư máy rồi. Dạ, con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con hôm nay, bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thanh ạ. Xin thay mặt chư Tăng chỉ phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Phatu sapa mangalam sapa devata sapa bhuta nuvavena sada sothi bhavantu te. Phatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa dhamma nuvavena sada sothi bhavantu te. Phatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa sangha nuvavena sada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người nguyên cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xà thú xà thú xà thú. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Và con thấy lời nhắn của anh Quang In đi, và cho con hỏi sư Pháp Thanh. Và Nguyên Như xin nhường mic lại cho anh ạ. Dạ bạch sư, con xin đảnh lễ tất cả chư tăng và kính chào đạo tràng. Cho con hỏi bạch sư, con nghe nói là đệ tử của ngài Pháp Lạc đó. Và hồi xưa tại vì gia đình con có duyên với lại ngài Pháp Lạc đó, bạch sư vậy thì cho con biết về cái số Viber của sư á, để rồi con có cái gì thì con liên lạc với sư á.